Miss Lyon, hello. Đúng chỉ là chúng ta miss Lyon được không? No. Chúng ta phải chúc cái đẹp một chút này, chúc cái sang đây. Chưa được. Anh nói sao? Tôi. Thôi em giờ em chuyển được. Can you translate? So should I start from the start? Beginning. Sideways, I heard about the simultaneous translation. No, it's the trees vegetation, it is kind of like. Oh, I didn't know. I didn't know. Maybe because I have a short for the presentation, so it's okay. Miss Lyon. Okay. Okay. So now, which one I go first? Yes. Next. No, I in the top, I would like to go to the top slide. Not next. Back. But which one is the back? Which one is the back? Back. Next. Cái gì nó như mà. Trên trên màn hình black nào? Okay. I'm sorry for taking a long time to set up, so I'd like to start my presentation. Tức là xin lỗi vì cái sự chậm trễ này, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu bài trình bày của mình. So purpose of this presentation is to be to conduct clinical and epidemiological research and publish your research outcomes and academic papers. Vậy thì cái mục tiêu của cái bài trình bày của tôi đấy là sẽ có thể đặt được cái cách thức tiến hành đi cứu lâm sàng và có thể xuất bản được cái bài báo của bạn như một cái công trình khoa học. This slide presents the contents of presentation in this morning. So the presentation that the Japanese professors are going to talk in this in the connected is connected to the afternoon workshop also. Okay, trên buổi sáng thì chúng ta sẽ có một số những cái nội dung như là trên đây và đến buổi chiều ấy thì chúng tôi cùng với lại đội ngũ chúng tôi thì sẽ tiến hành một cái workshop. So we will give you the basic knowledge and technique, practice and motivation for conducting the and writing of academic papers. Và tôi thì sẽ nói về những cái kiến thức rất là cơ bản, cái nền tảng để các bạn có thể tiến hành được nghiên cứu lâm sàng và viết một bài báo khoa học. The first overview of the clinical and epidemiological research. Đầu tiên là về cái tổng quan của nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng. So as a medical doctors and medical providers, you'd know the evidence-based medicine. Evidence-based medicine, EBM, refer to the application of the best available research to clinical care, which requires integration of the evidence with clinical expertise and patient values and expectations. Vậy thì cái y học dựa trên bằng chứng ấy thì nó là một cái ứng dụng mà trong đó là chúng ta có thể cần phải tích hợp được đủ hết tất cả các ba bao gồm các ba yếu tố liên quan đến những cái chuyên ngành về cái lâm sàng của chúng ta, những cái bằng chứng nghiên cứu gần đây nhất tốt nhất và những cái mà mang lại cái giá trị mà bệnh nhân trân trọng. Currently, our daily practice is provided by the EBM. So our role includes enhancement of expertise and conducting the clinical evidence for getting the new outcomes for patient care and rescue. Vậy thì cái thực hành dựa trên bằng chứng ấy thì nó đã trở thành một cái thực hành hàng ngày của những cái bác sĩ rồi và chúng ta sẽ cần phải học được cái cách để có thể tiến hành nghiên cứu lâm sàng để đưa ra đóng góp được những cái bằng chứng cho cái thực hành hàng ngày lâm sàng của chúng ta. Therefore, the clinical and epidemiological research and their outcomes are very much important for progressing the daily practice and medical achievements. Những cái bằng chứng mà chúng ta cung cấp thêm ấy thì nó rất là quan trọng và nó rất là hữu ích trong cái việc để chúng ta có thể phát triển tiếp nối những cái và mang lại đến những cái kiến thức mới và những cái thực hành mới để giúp ích cho bệnh nhân của chúng ta. So what does clinical and epidemiological
research mean? Vậy thì nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng nó có nghĩa là gì? I'm sorry, this slide show you that not good picture made by me, but the blue line is a river. Đây là một cái hình mà tôi tự vẽ. Các bạn đừng cười nha. Đây là cái màu xanh đấy là cái đường màu xanh đây là chỉ là con sông. So the physician downstream scooped the people who came down the river one by one. Cái người bác sĩ mà lâm sàng ấy là cái người mà đứng ở cuối dòng sông và sẽ cứu từng người một bị rơi xuống cái dòng sông đấy. And treat them and save their lives. This is clinical medicine. Và sẽ cứu họ, cứu sống họ, chữa trị cho họ. Đấy chính là cái người bác sĩ lâm sàng. However, some researchers and medical doctors go to the upstream and to think and to make a survey or research why does people jump into the river. Và có những cái bác sĩ thì họ sẽ đi ngược dòng lên phía trên và họ sẽ tìm hiểu xem, họ đặt ra những cái câu hỏi về mặt lý thuyết xem là tại sao những cái người này lại rơi xuống sông. Who is pushing people's back? Và ai đã đẩy lưng khiến cho những cái người này rơi xuống cái dòng sông này? How we can protect them not to fall into the river? Và làm thế nào để có thể bảo vệ họ để họ không bị rơi xuống dưới sông? This is a clinical and epidemiological research. Và đây chính là những nghiên cứu viên về dịch tễ học lâm sàng. Watching to the people, not to the individual, and finding out the prevention cause of the disease and the effective treatments and so on. Đây là những cái người mà có vai trò là sẽ nhìn vào một cái tổng thể dân số, một cái nhóm dân số nào đấy chứ không phải là từng cá nhân riêng lẻ. Và để xem là những cái yếu tố gì ảnh hưởng đến nó và cái cách thức để có thể phòng tránh được là gì. This is very sufficient way. However, even though some people still flow the river, the physician down at the river still needs to scoop up them. Đây là một cái cách mà nó rất là tinh tế và khó khăn. Tuy nhiên là sau khi mà thực hiện tất cả những cái biện pháp đấy đi sang nữa thì sẽ vẫn có những cái con người bị rơi xuống dưới cái dòng sông này và vẫn cần những cái bác sĩ lâm sàng để có thể vớt họ lên và cứu chữa họ. So it is very much crucial both for clinical medicine and clinical and epidemiological research. Vậy thì cả hai cái vai trò người bác sĩ lâm sàng, người nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng đều rất quan trọng. So clinical and epidemiological research focus on human population to investigate cause of disease prevention and problem solving with a scientific manner. Vậy thì cái nghiên cứu về dịch tễ học lâm sàng ấy thì sẽ tập trung vào một cái nhóm người nào đấy với những cái nghiên cứu đến cái đích về nguyên nhân, về cách phòng chống và những cái biện pháp để có thể phòng chữa trị được, để thực hiện theo một cái cách thức rất là khoa học. So what is it made of the clinical and epidemiological research? As a simply, it has been made of research question, background and significance, design, study subject, variables and statistic issues. Vậy thì cái giải phẫu của một nghiên cứu nó được làm từ những cái thành phần như thế nào? Đầu tiên đó là cái câu hỏi nghiên cứu, những cái nền tảng và những cái độ ảnh hưởng và thiết kế nghiên cứu, những cái đối tượng nghiên cứu, những cái biến số và cái vấn đề về xử lý thống kê. So I go over these items. So first of the research question. Tôi sẽ đi qua những cái mục đấy. Đầu tiên là câu hỏi nghiên cứu ạ. So in your daily practice and lives and works, you have a questions. Nó cũng giống như là những cái thường ngày khác, bạn sẽ có những cái câu hỏi mà nó xuất hiện ở trong thường ngày. So such as, I think that older adults who live with family are less likely to develop dementia. Ví dụ như là tôi có cảm giác, tôi nghĩ rằng những cái người già mà sống cùng với lại gia đình ấy thì ít bị suy giảm trí nhớ hơn so với những người khác. I feel that many of people who develop disease X have unhealthy lifestyles. Tôi cảm thấy rằng là rất là nhiều người có bị cái bệnh X này thì là có một cái lối sống không lành mạnh, không khỏe mạnh. I feel that recently released drug A is more effective than the conventional drug B. Hay là tôi cảm thấy rằng cái thuốc mới được xuất hiện ở đây là thuốc A thì có vẻ như là nó hiệu quả hơn là cái thuốc thường dùng là thuốc B. So however, these are only daily questions. So we need to change to the research questions. Nhưng mà đây vẫn là những cái câu hỏi thường ngày thôi, chúng ta cần phải chuyển nó thành ra là một câu hỏi nghiên cứu. So research question making value daily questions and feeling into a stage that can be researched. Tức là nó biến những cái câu hỏi có vẻ mơ hồ hàng ngày thành những cái câu hỏi mà có thể nghiên cứu được. It can be a purpose of study and it is also called clinical question.
nó có thể nó sẽ chính là cái mục tiêu của nghiên cứu, hoặc nó còn được gọi là những câu hỏi lâm sàng. So research question is the purpose of the study as a study, and the medical questions to which the researcher seeks to answer. Vậy thì cái câu hỏi nghiên cứu ấy, nó chính là mục đích của nghiên cứu, và những cái câu hỏi nghiên cứu về y học ấy thì chính là những cái câu trả lời mà người nghiên cứu đang đi tìm hiểu. So daily question needs to change to the research question. The, for example, I feel that the person who developed this disease has unhealthy lifestyle. This is a daily question. Ví dụ như là cái câu hỏi thường ngày, như là tôi cảm nhận rằng là một cái người mà có phát hiện ra cái bệnh này ấy, thì có phát xuất hiện cái bệnh này ấy, thì có một cái lối sống không lành mạnh. So when we change to the research question, comparing healthy people with patients with this disease, is the prevalence of smoker different? Is the salt intake different? Are exercise habits different? Vậy thì khi mà chuyển thành cái câu hỏi nghiên cứu thì chúng ta cần phải so sánh những cái người với cái bệnh này, so sánh họ với lại những người khỏe mạnh, xem là thế thì họ có hút thuốc khác không, họ cái mức độ luyện tập của họ nó có khác không, và những cái yếu tố khác nữa. So this is the flow of the clinical and epidemiological research. So as I said, that the daily question goes to the research question, and we are going to have a research. Then we can get the outcome and to be the evidence. Và đây là cái chuỗi mà chúng ta thực hiện cái nghiên cứu. Thế thì đầu tiên từ những cái câu hỏi hàng ngày, trong cái thực hành hàng ngày thì chúng các bạn cần phải chuyển nó thành câu hỏi nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu, và sẽ có được một cái hiệu quả đầu ra. Chúng ta sẽ đạt được cái bằng chứng. So however, when we go through this flow, we need to make my hypothesis, your hypothesis. And we study for verifying the hypothesis. This is the evidence-based medicine. Nhưng mà khi mà tiến hành cái theo cái dòng lưu chuyển như thế này thì các bạn cần phải đặt ra một cái giả thuyết, và các bạn cần phải xác nhận được cái giả thuyết đấy, giả thuyết của các bạn, giả thuyết của chúng tôi. So type of the clinical and epidemiological research, two types of the research methods. One is exploratory research, and one is, as I said, hypothesis verification research. Vậy thì nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng thì nó sẽ có hai loại, một cái loại đấy là nghiên cứu để tìm hiểu, so để đặt ra cái giả thuyết, và cái thứ hai để xác nhận một cái giả thuyết mà chúng ta đã có rồi. Usually we do hypothesis verification research, but we need exploratory research for making a hypothesis. So this two research method is vice versa. Thường ấy thì chúng ta sẽ gặp cái kiểu nghiên cứu để xác nhận một cái giả thuyết thường gặp hơn. Tuy nhiên, đây là trước khi mà có giả thuyết thì chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu để tìm hiểu, để đặt ra được cái giả thuyết đấy. And next one is PICO. Và tiếp theo thì tôi sẽ nói về PICO. So first, we need to determine our problem. So basic concept, you need to think everything has a cause and result. Và để có thể xây dựng nên một cái câu hỏi nghiên cứu ấy, thì cái điều cơ bản đấy là tất cả mọi thứ, mọi vật thì nó đều có nguyên nhân và có kết quả. When we have the research, we say that the cause means an intervention or an exposure. Trong cái nghiên cứu lâm sàng ấy thì nguyên nhân ở đây nó sẽ chính là những cái can thiệp hoặc là những cái phơi nhiễm. And research is the outcome. Và kết quả ở đây thì chính là cái hiệu quả đầu ra. So when we have a daily question and to make a research question, for example, like I feel that student who eat breakfast every day has more passed the entrance examination to the medical school. Như thế thì bạn cần phải chuyển những cái câu hỏi hàng ngày sang thành câu hỏi nghiên cứu. Ví dụ như cái câu hỏi hàng ngày là tôi có cảm giác là những cái sinh viên mà ăn sáng hàng ngày thì sẽ thi được qua tốt hơn trong cái kỳ thi vào trường y. So when we determine this problem, so the cause is a breakfast and the outcome, a result is the entrance examination to the medical school. Thế là khi mà chúng ta phân tích cái câu hỏi này để chuyển thành câu hỏi nghiên cứu ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái income, cái intervention ở đây, cái can thiệp ở đây nó chính là bữa sáng, việc ăn bữa sáng, và outcome, cái hiệu quả đầu ra đấy là chính là việc thi đỗ vào trường, thi qua cái kỳ thi vào trường y. So clarifying the design of the clinical study, we need to think PICO. This is just for the head of the words. Like a P means population,
E, I or E means intervention or exposure. And C means a comparison, and O is the outcome. Vậy thì để làm sáng tỏ cái thiết kế của một nghiên cứu về lâm sàng ấy thì chúng tôi sử dụng cái từ PICO hoặc là PECO. Nó tùy thuộc vào E hay E. Đây là bao gồm có cái nhóm đối tượng mà chúng ta nghiên cứu, cái can thiệp hoặc là phơi nhiễm mà chúng ta nghiên cứu, cái sự so sánh và đầu ra, hiệu quả đầu ra. So we can make the determine the our problem I or means the causes and the outcome means the results. So determine our problems at first. Vậy thì cái dữ liệu ấy thì nó sẽ là cái vấn đề mà chúng ta nghiên cứu, thì cái nguyên nhân ở đây nó sẽ chính là cái can thiệp hoặc là cái sự phơi nhiễm. So this is a some kind of flow for developing the PICO. So that means if we are going to have an interventional study, we determine the population and then go to that. So and this population provide an intervention and the and what is a comparison and intervention or non-intervention group, and we can get the outcome. Vậy thì bước đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ xác định xem là cái nhóm đối tượng mà chúng ta nhắm đến ấy, đấy là cái nhóm đối tượng bệnh nhân hay là những người tham gia như thế nào. Rồi sau đó là chúng ta sẽ xác định xem là cái mà chúng ta nghiên cứu ấy thì nó sẽ là cái nghiên cứu can thiệp hay không phải can thiệp. And if the observational study, if a fact for these people, if a factor exists and when we compare for the non-factor group, we can get such an outcome. Với những cái nghiên cứu mà không can thiệp ấy thì chúng ta sẽ xem là có một cái nhân tố nào đấy nó đang tồn tại hay không, nó có sẵn hay không, và chúng ta sẽ có thể so sánh cái giữa hai cái nhóm có cái nhân tố đấy và không có nhân tố đấy. So as I said that we need to formulate the problem and making a PICO. Như tôi đã nói đấy, chúng ta cần phải đặt ra cái công thức cho cái nghiên cứu và chúng ta cần phải thiết kế nó theo PICO. And we can determine our hypothesis also. So hypothesis is like for example that I said that before, that student who eat breakfast every day has higher prevalence to pass the entrance examination to the medical school than those who do not. Then making the my hypothesis, either the breakfast is good for the entrance examination or not. Như là tôi nói trước đấy, chúng ta cần phải từ những cái câu hỏi thường ngày ấy, chúng ta cần phải đưa ra cái giả thuyết của mình. Như cái ví dụ trước của tôi đấy là những cái sinh viên mà ăn sáng hàng ngày ấy, thì có cái tỷ lệ đỗ vào trường y cao hơn là những cái người mà không. So structure of epidemiological research is very simple. So having a research question and making your hypothesis and previous and check the previous study, what we know and what we don't know. Vậy thì cái cấu trúc của một cái protocol nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng thì nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn có một cái câu hỏi nghiên cứu và rồi sau đó là các bạn đặt ra cái giả thuyết của mình, và các bạn sẽ đi tìm hiểu những cái nghiên cứu trước đó họ đã thực hiện để biết được rằng là chúng ta biết gì và chúng ta đang chưa biết gì. And next one is we determine the method and we get a result and discuss for the result and conclusion, very simple one. Và rồi sau đó thì chúng ta sẽ thiết kế cái biện pháp nghiên cứu, đạt được kết quả, đưa ra bàn luận và có được cái hiệu quả. So when we make a protocol before we are going to have a research, in the protocol we need to make decide that research question and purpose as a purpose of the study and get the hypothesis and check the previous study. All of the things need to go to write in the research paper also. So research when we start to write a research paper, maybe if we really make a good protocol, it's already contents is in there already. Cái việc thực hiện protocol cho nghiên cứu ấy thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái yếu tố cơ bản như là đặt ra câu hỏi nghiên cứu này, đề ra giả thuyết này và
và tìm hiểu những cái nghiên cứu trước đấy ấy. Nếu như mà chúng ta thực hiện cái protocol này tốt ấy, thì đến khi mà chúng ta publish bài báo nghiên cứu ấy thì nó đã có sẵn ở đấy rồi và nó sẽ nằm ở trong cái phần bài giới thiệu của chúng ta. Yes, this is a simple flow for the getting study paper. So determine of the study theme, team and design the study, making protocol, getting the ethical approval, collecting the data, analyzing the data and evaluating the result. But when we analyze the data, so we already get the results. So making we need to make a table and the figures, then we can write up a manuscript. But after sorry. Và đây là cái chuỗi để chúng ta có thể đăng được cái bài báo về nghiên cứu ấy. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ xác định được cái kiểu nghiên cứu của chúng ta, thiết kế nghiên cứu, đưa ra xây dựng protocol, rồi sau đó thông qua hội đồng đạo đức thu thập số liệu, phân tích số liệu và đánh giá kết quả. Khi mà chúng ta phân tích số liệu ấy, thì chúng ta cũng thực hiện luôn đồng thời, tại vì chúng ta đã có kết quả rồi, thì làm việc với lại những bảng và những cái hình vẽ. So once after we submitted our manuscript, eventually we can get the accept and publish your paper. Và khi mà đã có bản thảo rồi thì chúng ta có thể submit và chờ được chấp nhận. So one thing you need to concern about from the beginning. So you need to determine the cause and result and making a hypothesis and PICO. Trước khi mà tiến hành nghiên cứu ấy, thì các bạn cần phải xuất phát từ cái câu hỏi và có được những cái dữ liệu về nguyên nhân và hậu quả. Như trong cái ví dụ của tôi, đấy là từ cái bữa sáng cho đến cái việc kết quả là cái kết quả của kỳ thi. So I don't think we have a time to do that in this room in this morning, but for the afternoon session we are going to have a work on it a little bit. Tôi sợ rằng buổi sáng thì chúng ta không còn đủ thời gian để thực hành cái việc này nữa, nhưng mà buổi chiều thì chúng ta sẽ thực hành cái việc phân tích nguyên nhân và hậu quả. Then, so I prepare the design sheet for your clinical research. So the paper sheet of the paper is in your handout, last page of your handout. So you can think for all of the items that I told you in this morning. So you can fill in the form, this form, then you can develop your protocol easily. Tôi thì đã thiết kế cái bảng này để có thể thực hiện cái nghiên cứu về lâm sàng của tôi. Nó cũng có ở trong cái tài liệu phát tay của các bạn và chúng ta sẽ thực hành cái việc này. So next step is the study design. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về thiết kế nghiên cứu. So my question is that again the same sentence, the student who eat breakfast every day higher prevalence to pass the entrance examination of the medical school than those who do not eat. So when you think, please think about your method, how you verify to this evidence. So how you can make a study for this for your hypothesis to prove. Vẫn là cái nghiên cứu, vẫn là cái ví dụ trước đấy thôi về cái việc ăn sáng và đỗ trường y đấy, thì các bạn hãy nghĩ xem là các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp nào là thế nào để có thể tiến hành nghiên cứu để xác nhận được cái câu hỏi nghiên cứu của các bạn. So maybe you can come up with many kind of the different study method for each person. Có lẽ là các bạn sẽ có thể nghĩ ra được nhiều những cái biện pháp nghiên cứu khác nhau. So I have three methods for proof for this cause and result means breakfast and pass the examination. Tôi thì có ba cách để có thể xác nhận được cái giả thuyết về mối liên quan giữa việc ăn sáng và đỗ trường y. So a group of participants who eat breakfast and a group of participants who do not have a breakfast every day will be created and compared if they pass the examination after 3 years. Cái cách đầu tiên đấy là tôi sẽ làm thành hai cái nhóm. Nhóm đầu tiên là ăn sáng và nhóm thứ hai là không ăn sáng, và sẽ xem so sánh họ vào cái kỳ thi 3 năm sau đó xem là kết quả thế nào. Or ask students who are breakfast and those who did not if they pass the entrance examination or not. Và cái cách thứ hai đó là hỏi những cái người sinh viên ấy là xem là họ ăn sáng hay không, và xem là họ có thi qua cái kỳ thi đầu vào hay không. Or ask students who pass the entrance examination whether do you have the breakfast every day or not. Và cái thứ ba đấy là sẽ hỏi những cái sinh viên mà đã thi đỗ rồi
xem là họ có ăn sáng hay không. That the thing that I would like to say in this slide is there is no single research design for providing a hypothesis. Như thế thì không có một cái thiết kế nghiên cứu duy nhất nào để có thể chứng minh được một giả thuyết. So mainly, this is a major study design for clinical and epidemiological research. Đây là những cái thiết kế nghiên cứu chính cho dịch tễ học lâm sàng. So we divide mainly we divided observational study and interventional study. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chia ra thành nghiên cứu quan sát và nghiên cứu can thiệp. And observational study including the descriptive study and analytical study. Trong nghiên cứu quan sát thì chúng ta sẽ có nghiên cứu mô tả và nghiên cứu phân tích. In analytical study we have cross sectional study or a cohort study. Trong cái nghiên cứu phân tích ấy thì chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu về cắt ngang hoặc là nghiên cứu thuần tập. And cohort study has a prospective or a retrospective study. Trong nghiên cứu thuần tập thì chúng ta sẽ có thể là tiền cứu hoặc là hồi cứu. And intervention study including a clinical trial. Và trong cái nghiên cứu về can thiệp ấy thì sẽ bao gồm có thử nghiệm lâm sàng. However, each study has an evidence level. So it depends on the study design. We have a level for the other evidence. Với một cái loại thiết kế nghiên cứu khác nhau ấy thì nó có cái mức độ bằng chứng khác nhau. However, even if the law studies, we can get the we need to make this publication for this. Nhưng mà ngay cả đối với lại những cái mức độ bằng chứng là thấp ấy thì chúng ta vẫn có thể được đăng bài. So I'm going to talk about a little bit about the descriptive study. Bây giờ thì tôi sẽ nói về cái nghiên cứu mô tả. And descriptive study is a design study that simply describes the data. Đây là cái nghiên cứu mà chỉ đơn giản là chúng ta sẽ mô tả những cái số liệu. Or it is also called an non-experimental study or a non-comparative study. Nó còn được gọi là nghiên cứu không thử nghiệm hoặc là nghiên cứu không so sánh. So case report and case series include the descriptive study. Đây là những cái nghiên cứu case report hoặc là cái series case report. And the evidence level is low. However, when we have COVID-19 this occur, many descriptive study was published in the highest public journals such as New England Journal and JAMA and Lancet. Tuy rằng là cái mức độ bằng chứng của nó thấp đấy, nhưng mà như trong thời kỳ đại dịch COVID bùng nổ ấy, thì đã có rất là nhiều những cái bài báo nghiên cứu mô tả đã được chấp nhận đăng ở trên những cái tạp chí rất là lớn như là New England Journal hoặc là JAMA Network. So descriptive study sometimes takes a long, very important role. Và nó cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. So next one is the cohort study. Tiếp theo thì tôi sẽ nói về nghiên cứu thuần tập. This picture is Roman army's army marching. Đây là cái hình ảnh về đội quân La Mã đang hành quân. Roman army is marching and during get the goal, some people die or some people go get the injury. That's the things that make the cohort study means. Và trong cái quá trình hành quân của họ thì có những cái người lính bị chết hoặc là bị thương. So cohort study to be able to elucidate the relationship between exposure to the factor and disease by tracking morbidity and mortality in populations with and without the factors. Vậy thì cái nghiên cứu thuần tập ấy để tiến hành để xác nhận được cái mối liên hệ giữa cái việc phơi nhiễm với lại một cái yếu tố hoặc một cái bệnh và so, cách là theo dõi cái mức độ tử vong và bệnh tật ở trong cái dân số mà có hay là không có cái yếu tố đấy. So the Roman army be divided by the group for the smoker, for example, for smoker or non-smoker, and we watch them and then follow up, and some people die and some during the follow-up period. Như thế, cái đội quân La Mã của chúng ta sẽ chia họ ra thành hai nhóm, một nhóm là có hút thuốc lá và có nhóm là không hút thuốc lá, và chúng ta sẽ theo dõi xem là những ai thì sẽ bị chết. Then we can evaluate the risk factor is how make a result for these risk factors. Và sau khi mà theo dõi như thế này thì hy vọng là chúng ta có thể tìm được xem là cái ảnh hưởng của việc hút thuốc với lại việc chết là như thế nào. So this is just explain about this.
So in a cohort study, we can calculate relative risk and attributive risk. Những cái trình đấu của cái nghiên cứu thực tập ấy thì chúng ta có thể xác nhận được cái yếu tố nguy cơ tương đối và cái yếu tố nguy cơ đóng góp vào. So and we can calculate person year. Và chúng ta cũng có thể đo cái chỉ số người năm. This is only a cohort study can calculate for the incidence rate. Và chúng ta sẽ xác nhận được cái tỷ lệ mắc mới. So this is not only for the prevalence of the mortality, just including the how long does it take to get the mortality. Và như thế là chúng ta sẽ bằng cách theo dõi theo thời gian thì chúng ta sẽ biết được là đến khi nào thì xuất hiện cái tình trạng là tử vong. So for example, for the left hand slide, so four people get the hospitalization, and the right hand side, non smokers, also gets the four people get the hospitalization. Bên cái hình ở phía bên trái thì các bạn thấy rằng là cũng có 4 người phải nằm viện, và bên phải thì cũng có 4 người. For number of the person who get the hospitalization is the same both sides for the other risk factor or without risk factor. However, time to the event is a different. Vậy thì cái số người mà xuất hiện cái ở trong cái RR và AR ấy thì nó đều là 4 và đều giống như nhau giữa hai cái nhóm, nhưng mà cái thời gian mà bắt đầu xuất hiện thì so, nó lại khác nhau. We can calculate for so in this way we can calculate incidence rate. Và như thế là chúng đây là trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ có thể đo được cái tỷ lệ xuất hiện mới. As a famous cohort study, we have, as you know, the Framingham Heart Study. This study is conducted in 1961, kind of old, but still have they're doing. And they, it gave a right to the term risk factor, as we usually use at this moment. Và đây là một cái nghiên cứu thuật tầm nổi tiếng khác nữa, nó được tiến hành ở Framingham từ năm 1961 và khá là lâu rồi nhưng nó vẫn đang tiến hành. Và nó chính là cái nghiên cứu mà đã khiến cho cái thuật ngữ yếu tố nguy cơ được nhiều người biết đến hơn. And in this study determined the problem in the exposure is hypertension and the result is a coronary artery disease. Trong cái nghiên cứu này ấy, thì cái yếu tố phơi nhiễm đấy là tình trạng tăng huyết áp và cái hiệu quả đầu ra đấy chính là bệnh lý về mạch vành. So you know how important for the determine the problem. So this is the selected papers from the Framingham Heart Study. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái việc cái tầm quan trọng của cái dữ liệu đối với lại việc có được những cái bài báo, và đây là những cái công trình đã được công bố từ những cái nghiên cứu của Framingham Heart Study này. I'm sorry for making a busy slide, but all of the things that I would like to say from the Framingham study is not only the one paper for the one study. We can get many papers from one study. Tôi xin lỗi vì cái slide này nó quá nhiều chữ, nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói đấy là không phải là một nghiên cứu là các bạn chỉ xuất bản được một bài báo, mà từ một cái nghiên cứu các bạn có thể xuất bản được rất là nhiều những cái công trình. So advantage and disadvantage. Advantage is excellent for observing the result for certain characteristics. Bias can be avoided much as possible when allocated subjects. The necessary data can be collected directly from the subject. Vậy thì những cái ưu nhược điểm của việc thiết kế nghiên cứu thực tập ấy thì cái ưu điểm đấy là nó rất là tốt để có thể quan sát được cái kết quả và có thể tránh được những cái bias và cái những cái dữ liệu mà cần thiết đấy thì sẽ được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. And this advantage is that we need time and money. Nhược điểm đấy là chúng ta cần thời gian và tiền bạc. And next one is a case control study. Và tiếp theo tôi sẽ nói về nghiên cứu bệnh chứng. So case control study is groups were divided by outcome and the proportion of those with each factor was compared. Trong cái nghiên cứu này ấy, thì cái chia nhóm bằng cái hiệu quả của đầu ra, và rồi sau đó là chúng ta sẽ so sánh cái tỷ lệ của cái nhóm này với từng cái yếu tố. So we setting up the groups with outcomes like whether they died or survived.
Vậy thì chúng ta sẽ chia nhóm dựa trên cái đầu ra xem là họ có chết hay là họ vẫn còn sống. However, we need to set up a similar control groups as possible. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải đưa ra một cái nhóm chứng càng giống được càng tốt. And compare frequency of factors in both groups. Và chúng ta sẽ so sánh cái tần suất của cái yếu tố đấy ở cả hai nhóm. So this is the example that we conducted. We took the TV page. We are examining about the TV test market, and we put the TV patient and control a healthy adult volunteers with no suspicion of TV. Và đây là một cái nghiên cứu bệnh chứng mà chúng tôi đã hỗ trợ tiến hành. Chúng tôi có hai cái nhóm, một là nhóm là những cái bệnh nhân mà bị lao và được nhập viện, và một cái nhóm khác đấy là những cái người tình nguyện viên khỏe mạnh là nhóm chứng. So advantage for this study is comparison of the presence of risk factors in the test and control study, and we don't need such amount of money for cohort studies. Ưu điểm đấy là nó có thể so sánh được cái sự có mặt của cái những cái yếu tố nguy cơ ở nhóm chứng và nhóm bệnh, và chúng ta cũng không cần phải có quá nhiều thời gian và tiền bạc. However, due to the study design, the same the case group and control groups are divided by the presence or absence of the target disease, so only one outcome can be balanced at the time. Nhưng mà cái nhược điểm đấy là tại vì chúng ta chia nhóm dựa trên cái đầu ra, cho nên là chúng ta chỉ có thể so sánh được một cái kiểu đầu ra thôi. So next one is a cross-sectional study. Và tiếp theo thì sẽ là nghiên cứu cắt ngang. So this is all of the questionnaire survey is including as a cross-sectional study. Và còn được gọi là cái nghiên cứu ở dựa trên bảng câu hỏi. And so this questionnaire, however, this cross-sectional study is very important to taking this survey. So as it depends on the time point, the cause and cause and outcomes is different. Và cái này cũng rất là nghiên cứu cắt ngang này nó cũng rất là quan trọng để khi mà tiến hành một cái nghiên cứu, và chúng ta sẽ cần phải xác định được cái thời gian xuất hiện của những cái nguyên nhân và hậu quả. So that's why the causal relationship between cause and effect is not clear for the cross-sectional study. We cannot say that. Tại vì chúng ta chỉ nghiên cứu cắt ngang thôi, cho nên là cái nguyên nhân, cái mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả ấy thì đôi lúc là nó sẽ không rõ ràng, chúng ta không thể trả lời được. However, cross-sectional study is easy and not takes a long time to do it. Tuy nhiên thì nó sẽ dễ và khó và không cần dễ tiến hành và không bị tốn quá nhiều thời gian. Then next to the interventional study, so interventional study is allocate the people who gave the who give the intervention or non-intervention. Tiếp theo thì là nghiên cứu can thiệp ấy, thì chúng ta sẽ chia nhóm và cái nhóm là nhận được cái sự can thiệp và nhóm mà không nhận được sự can thiệp. And this is the same as a cohort study. Then we make an observational period, and at the end point, how this allocation or intervention is effective or not effective, we can evaluate about that. Nó cũng giống như là cái nghiên cứu thực tập ấy, thì chúng ta sẽ có một cái giai đoạn chúng ta sẽ quan sát và để xem là cái can thiệp ấy nó sẽ có hiệu quả hay là không có hiệu quả. So when we allocate the patient to intervention or non-intervention groups using the random allocation, that means a randomized control trial. Và khi mà chúng ta chia nhóm thành cái nhóm nhận được sự can thiệp và nhóm không nhận được sự can thiệp ấy, thì các bạn cần phải phân nhóm một cách ngẫu nhiên, và đấy là chúng ta sẽ gọi là cái nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên. So I'm going to talk about the actual example for conducting clinical and epidemiological studies. Và bây giờ thì tôi sẽ nói một số những cái ví dụ về việc tiến hành nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng thực tế. So as a retrospective observational study, I'm going to talk about our study with people in Bangma Hospital. Và đây là một cái nghiên cứu hồi cứu, quan sát hồi cứu mà chúng tôi đã tiến hành cùng với lại bệnh viện Bạch Mai. So this study is already published from PLOS ONE.
Cái nghiên cứu này thì đã được đăng tải trên tạp chí PLOS ONE. So for determining for this study, so exposure is COVID-19 and outcome is risk for survivability. Vậy thì cái nguyên nhân và hậu quả ở đây, cái phơi nhiễm đây chính là nhiễm COVID-19 và cái đánh giá đấy là cái nguy cơ để có thể, cái khả năng có thể sống sót. And when we get when we think about the PICO, P is a severe patient with COVID-19, exposure is COVID-19, and comparison is survivors or non-survivors, and outcome is risk factor to death. Vậy thì khi mà phân tích cái thiết kế nghiên cứu theo PICO ấy, thì cái nhóm đối tượng nghiên cứu đây là những cái bệnh nhân nhiễm COVID-19 thể nặng, cái exposure, cái yếu tố phơi nhiễm là COVID-19 so sánh giữa những cái người sống sót và những người không sống sót vào cái đầu ra là những cái yếu tố nguy cơ khiến bệnh nhân tử vong. So our hypothesis was that there are risk factors which distinguish between survivors and non-survivors. Vậy thì cái giả thuyết nghiên cứu của chúng tôi đấy là có những cái yếu tố nguy cơ mà phân biệt giữa những cái người sống sót và những cái người không sống sót. So this study is a study design is a retrospective, and the patient we include the patient to study site is a ICU center of Batman Hospital, if it is a field hospital in 19 in located it that was located in Ho Chi Minh City. Cái thiết kế nghiên cứu đấy là nghiên cứu quan sát hồi cứu và địa điểm nghiên cứu ấy là ở bệnh viện dã chiến số 16 của bệnh viện Bạch Mai mà thực ra là nó đặt ở tại Hồ Chí Minh. Sorry, we got over 500 participants for this study and we divided by the group of non-survivors and survivors and determine which one is which variable is the difference from between them. Chúng tôi thì có trên 500 cái bệnh nhân tham gia tiến hành trong cái nghiên cứu này và chúng tôi chia nhóm ra thành cái người sống sót và những người không sống sót và chúng tôi sẽ so sánh những cái đặc tính của từng bệnh nhân này. Then finally we got the risk factors to mortality using a logistic regression model. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã xác nhận được những yếu tố nguy cơ gây tử vong ở những cái bệnh nhân có COVID-19 bằng cái biện pháp hồi quy logistic regression model. So then we concluded from this study during the epidemic wave involving the Delta variant in Vietnam, mortality among patients with severe COVID-19 in ICU was very high. Most non-survivors developed ARDS leading to death. It is crucial to develop systems to facilitate early access to healthcare and validity of availability of COVID-19 vaccine and to prevent secondary bacterial and fungal infections, which are important factors for decreasing mortality owing to severe COVID-19. Vậy thì những cái kết luận mà chúng tôi đưa ra được, cái đầu tiên đấy là trong cái làn sóng đỉnh dịch do cái biến thể Delta thì cái tỷ lệ tử vong đối với những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 ở đơn vị hồi sức tích cực là rất là cao. Hầu hết tất cả những cái bệnh nhân mà không sống sót thì đều xuất hiện ARDS và tiến tới là tử vong. Và cái việc mà xây dựng phát triển hệ thống để có thể tiếp cận được với lại chăm sóc sức khỏe, vaccine và phòng ngừa nhiễm khuẩn, vi khuẩn và nhiễm nấm thứ phát là những cái yếu tố nguy cơ, là những yếu tố rất là quan trọng để giảm được tỷ lệ tử vong. So I'm sorry taking very short for this study, but the study paper is including in your handout. So if you are interested into this study, so you can please read our papers. Tôi thì đã đi qua rất là nhanh và ngắn gọn cái nghiên cứu này, nhưng mà nghiên cứu toàn văn thì có trong cái bài tài liệu phát tay của các bạn và các bạn có thể sẽ đọc nó sau. So now we are going to show you a unique research method. So determine detection for the disease clustering of emerging infectious disease using spatial temporal analysis and prediction of COVID-19 outbreak based on simple mathematical model. So I'm going to change the speakers. Và tiếp theo thì tôi sẽ nói về một số những cái biện pháp nghiên cứu rất là đặc biệt như là phát hiện những cái cụ của các bệnh đối với lại những cái bệnh truyền nhiễm mới nổi sử dụng cái theo không gian và thời gian. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một diễn giả khác để nói về vấn đề này.
My name is Dan Tambayashi. I'm with Showa Pharmaceutical University in the Center for Education and Research on Clinical Pharmacy. Xin chào các bạn, tôi là Dan và tôi đến từ trường đại học Dược. Today I'm going to talk about detection for the disease clustering of emerging infectious diseases using spatial temporal analysis. Và hôm nay thì tôi sẽ nói về cái biện pháp để có thể phát hiện ra cụm ca bệnh cũng như là cái phân tích theo không gian và thời gian. Have you ever heard Dr. John Snow? Các bạn đã bao giờ nghe nói đến bác sĩ John Snow chưa ạ? More than 160 years ago, there was a cholera epidemic in London. Hơn 150 năm trước thì đã có một cái đại dịch tả ở London. To find the cause, Dr. John Snow went around each infected person's house and plotted the diseased house on the map. Để có thể phát hiện ra được cái nguyên nhân gây ra cái dịch tả này thì bác sĩ John Snow đã đi đến từng ngôi nhà để xem nhà nào có người chết thì ông ấy chấm một cái chấm ở trên bản đồ. And noticed a regular pattern. Và thấy rằng là cái điều này nó rất là đặc biệt. He noticed that the deaths were concentrated in one area and discovered that it was due to particular water supply facility. Và ông thấy rằng là nó tập trung ở một cái khu vực đặc biệt mà nó được cung cấp bởi một cái nguồn nước, chung một nguồn nước. Dr. John Snow, now called the father of the public health, an example of how disease mapping helped to elucidate that cause of disease at the disease. Ông chính là cha đẻ của y tế công cộng và là người đã sử dụng cái biện pháp phân tích tìm được cái nguyên nhân của ca bệnh từ việc là vẽ bản đồ ca bệnh. At the time when it was not yet known that cholera was caused by the cholera bacteria. Và cuối cùng thì ông đã sau đấy nữa thì người ta mới phát hiện ra là cái nguồn nước nó đã bị nhiễm với lại vi khuẩn tả. Nowadays, we are able to collect epidemiological data on infected persons and deaths via the internet. Bây giờ thì chúng ta có thể có được những cái dữ liệu về việc người nhiễm ở trên internet rồi. And with this, it is possible to create a disease and death map. Chúng ta có thể vẽ được sơ đồ về những cái này ở trên bản đồ. Here is a paper done by our research group showing the spatial temporal distribution for the first 7 months of the COVID-19 epidemic in Vietnam. Và đây là một số những cái phân bổ ở trên những cái khu vực địa lý khác nhau về tình trạng mắc COVID-19 ở Việt Nam. In this paper, we used disease clustering in spatial epidemiology to create a disease map of COVID-19. Đây chúng tôi đã sử dụng cái tạo cụm ca bệnh bằng những cái biện pháp phân tích cả về không gian và thời gian. And conduct descriptive epidemiological study. Cho những cái nghiên cứu về dịch tễ học lâm sàng và thấy có những cái sự xuất hiện của những cái cụm ca bệnh theo không gian. This figure shows a geographic distribution of infected person by epidemic wave for the 7 months since COVID-19 was discovered in Vietnam. Và thấy rằng là giữa những cái khoảng thời gian cách nhau vài tháng ấy thì nó có xuất hiện của những cái cụm ca bệnh ở những cái vị trí địa lý khác nhau ở trên đất nước Việt Nam. See, epidemic wave 1 shows the number of infected persons in the epidemic wave from March to April 2020. Cái hình đầu tiên đấy là cái đợt sóng đầu tiên ấy thì chúng ta thấy là cái thời gian là từ tháng 1 cho đến tháng 7 năm 2020 thì nó tập trung ở vùng Hà Nội và vùng miền Trung. The epidemic wave 2 shows the number of infected persons in the subsequent epidemic wave from July 25th, 2020. Và cái đợt sóng thứ hai ấy thì từ
tháng 7 của năm 2020 trở đi. With the infected person shown in several areas. Và với lại những cái khu vực mà có số lượng người mắc nặng nhất được đánh dấu ở trên bản đồ. While this disease map provides a visual picture of the situation in each region. Cái bản đồ này thì nó sẽ cho phép chúng ta đánh giá được cái tình trạng của nhiễm bệnh ở từng cái vùng khu vực khác nhau. It is difficult to determine which region are higher risk based on the number of infected people alone. Nếu như mà chỉ nhìn vào con số không thôi thì chúng ta sẽ khó mà biết được là cái khu vực nào nó sẽ có yếu tố nguy cơ để mà phát hiện ra xuất hiện cái số ca mắc nhiều hơn. Chúng ta không biết được khu vực nào nó có yếu tố nguy cơ cao hơn. Therefore, we use the spatial and temporal analysis to detect disease clustering. Do đó là ngoài cái việc phát hiện cụm ca bệnh thì chúng tôi tiến hành phân tích theo không gian và thời gian. The previous map simply shows the distribution of infected people. Những cái sơ đồ trước đây thì nó chỉ đơn giản là cho chúng ta biết được cái sự phân bố của những cái nơi nào mà có người mắc. Here is a paper study evaluated the seasonal variation in addition to the clustering of human cases of avian influenza A. H5N1 infected in Vietnam. Và đây là một cái nghiên cứu khác nữa của chúng tôi nói về những cái sự thay đổi, cái xu hướng thay đổi của những cái ca mắc cúm gia cầm H5N1 ở Việt Nam theo cái địa dư và xu hướng theo mùa. A special temporal analysis of disease clusters revealed that clinical preparedness for H5N1 in Vietnam and needs to be enhanced in southern Vietnam from December to April. Và cái phân tích theo không gian thì thấy rằng là nó có cái sự phân bố tập trung ở cái vùng miền Nam của Việt Nam trong cái khoảng thời gian. Just matters that can be clarified by the detection for the disease clustering using spatial temporal analysis. Vậy thì những cái dữ liệu thu thập được của cái nghiên cứu này ấy, thì nó có thể xác nhận được cái tình trạng là nó xuất hiện những cái cụm ca bệnh nó xuất hiện theo thành từng cụm. Enables various measures such as clinical preparation in advance, including preventive measures and effective allocation medical and human resources. Vậy thì khi mà có sự xuất hiện của cụm ca bệnh ấy thì khuyến cáo rằng là chúng ta sẽ cần phải có những cái biện pháp chuẩn bị từ trước và những cái biện pháp để có thể phòng tránh và những cái nguồn lực về trang thiết bị để có thể đối phó với lại tình trạng lây nhiễm. Disease clustering is based on the idea that if a disease have infectious component, then a pattern of the disease occurrence are not independent. Vậy thì cái việc nghiên cứu để tìm cái cụm ca bệnh ấy thì nó sẽ rất là quan trọng nếu như mà cái bệnh lý đấy nó có yếu tố lây truyền và chúng ta sẽ có thể phân tích được những cái tập trung về không gian và cái khoảng thời gian lây truyền của bệnh. But we are more likely to cluster spatially and temporally. Và như thế là chúng ta sẽ nói tiếp về cái việc phân bố thành cụm theo thời gian. In other words, examining disease clustering is statistically examining when and where the disease is concentrated and at what time and what place. Vậy thì để có thể xác nhận được cái sự cụm ca bệnh xuất hiện theo thời gian ấy, tức là chúng ta sẽ đi trả lời những cái câu hỏi là khi nào và ở đâu. So how do we identify the spatial clustering of infection? Và làm thế nào mà sử dụng những cái biện pháp thống kê để có thể trả lời được những cái câu hỏi về việc tạo thành cụm ca bệnh về không gian? Excess risk is a phenomenon in which the frequency of disease in human exposed to a factor is greater than normally be expected.
Và cái yếu tố nguy cơ thêm vào đây là một cái hiện tượng mà ở đấy một cái tình tần suất mắc bệnh ở người phơi nhiễm với lại một yếu tố nhất định thì nó lại cao hơn so với lại thông thường. Area of excess risk important in identifying the spatial clustering of infection. Như thế thì đây sẽ là một cái ví dụ rất là điển hình, rất là quan trọng của việc là chúng ta cần phải phân tích về cụm ca bệnh theo không gian. A phenomenon in which the percentage of infected persons in an area is greater than the normally expected percentage is referred to as a disease clustering. Và chúng ta sẽ so sánh cái phần trăm xem là những cái người nào đấy mà bị nhiễm cái bệnh đấy phải nhập viện so với lại cái khu vực khác. And the clustered area are called cluster. Và cái khu vực mà có cái bệnh đấy thì chúng ta sẽ gọi là cụm. For example, if there are high disease clustering in Hanoi, Hòa Bình, and Hanam, and these three provinces together are called cluster. Và thí dụ như là chúng ta có những cái địa điểm như Hà Nội, Hòa Bình và Hà Nam thì đều là những cái mà có xuất hiện những ca bệnh nhiều và nó ở gần nhau và chúng ta sẽ gọi nó là một cụm. Several software programs have also been proposed for the analysis of disease clustering. One of which is flexible scan statistics. Đã có một số những cái phần mềm được phát triển để cho hỗ trợ chúng ta thực hiện những cái so sánh, những cái phân tích dữ liệu để phân tích về cụm ca bệnh theo không gian và thời gian. FlexScan is a window-based statistical analysis software that can be used to examine the disease clustering of observed disease in a given region. Tên một cái phần mềm đấy là FlexScan. Đây là một cái phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows và các bạn có thể sẽ đưa vào đấy những cái dữ liệu về dân số của cái khu vực cần quan tâm, con số thực sự mới nhiễm và những cái thông tin về vị trí và phần mềm sẽ phân tích nó giúp các bạn. The data required for analysis are population of the area, the number of new COVID-19 positives, the location information of the observation area, and neighboring area information. Chúng ta sẽ nhập liệu vào đấy là dân số này, số ca mắc mới này, những cái thông tin về vị trí quan sát này và những cái khu vực thông tin của cái khu vực xung quanh nữa. Neighboring area information indicate which province are in contact with each other. Và nó sẽ cho chúng ta biết được rằng là cái khu vực, cái tỉnh nào thì nó có tiếp xúc với lại cái tỉnh nào. For example, neighboring of Hanoi are 8 blue provinces shown on the map and coded data is created for them. Ví dụ như là cái tỉnh mà có liên hệ với lại Hà Nội thì nó sẽ được bôi màu xanh. Then these data are imported in FlexScan and the simulation and repeated 10,000 times to compare the different cluster to determine which cluster area are statistically significantly riskier than others. Vậy thì sau khi mà những cái dữ liệu này được đưa vào cái phần mềm FlexScan thì rồi sau đó phần mềm nó sẽ tái lập lại rất là nhiều 10.000 lần cái dữ liệu đấy và để xác nhận xem là có những cái yếu tố nguy cơ nào và sẽ đưa ra những cái yếu tố nào là thực sự là có ý nghĩa. The scan will output location and result information as shown here. Đây là cái kết quả mà sau khi mà phần mềm trả về cái sự phân tích. As a result of the simulation, the location and result information are output, and the clustered area are connected with red line. Thông tin này thì sẽ được mô phỏng và sẽ được thể hiện ở trên cái bản đồ. The upper figure of the map shows the number of COVID-19 infections, and the lower figure shows disease clustering during the same period. Cái hình ở phía trên ấy thì cho thấy rằng số những cái ca nhiễm của COVID-19 và cái phía dưới ấy thì nó chỉ là cái vị trí của cái ca nhiễm đấy. By showing disease clustering, it is possible to determine in which area infection
prevalent and to help in taking action to avoid a risk infection. Và sau khi mà chúng ta kết hợp những cái dữ liệu của cả hai cái sơ đồ như thế này thì chúng ta sẽ biết được là cái khu vực nào mà có cái tỷ lệ lây nhiễm cao nhất và chúng ta sẽ cần phải tập trung hành động và phòng ngừa ở những cái khu vực nào. By observing them over time, it is also possible to find regularity and common causes which can be used for work countermeasures. Bằng cách quan sát và tiếp tục theo dõi theo thời gian thì chúng ta cũng sẽ biết được những cái yếu tố nào là những cái yếu tố nguy cơ và chúng ta sẽ có thể tiến hành phòng ngừa được. In this presentation, I talk to the research and the method for detecting disease clustering associated with emerging infectious diseases. Vậy thì để tổng kết lại thì trong cái bài nói này thì tôi đã nói về cái kỹ thuật để xác nhận được cụm ca bệnh và phân tích theo không gian và thời gian. In conclusion, disease clustering is an important part of descriptive and ecological study. Cái phân tích cụm ca bệnh này thì nó rất là quan trọng trong những cái nghiên cứu về phân tích mô tả. The research using disease clustering is not limited to infectious disease, but can also be applied to the study and analysis of the spatial distribution for occurrence of a certain disease. Việc nghiên cứu cụm ca bệnh ấy thì nó không chỉ giới hạn ở đối với lại những cái bệnh lý về truyền nhiễm mà cũng có thể được sử dụng ở trong những cái nghiên cứu để xác nhận được cái sự phân bố theo không gian địa dư về tần suất xuất hiện của một cái bệnh lý nào đó. I hope you will find this topic of some interest. Thank you very much. Tôi hy vọng là bài nói có thể hữu ích đối với các bạn. Xin cảm ơn ạ. Hello everyone. My name is Hiroki Manabe from Stenos University in Japan. At university, I teach programming and the science. Within this research team, I have been in charge of predicting the spread of COVID-19 in Japan. Today, I'd like to introduce time series analysis using the programming language Python, like this: data collection, data visualization, and prediction. Before my explanation, let me tell you about this character. Vâng ạ, xin chào tất cả các quý vị. Tôi là Hiroki Manabe. Vâng, tôi đến từ trường đại học Shinsegae. Và trong cái giai đoạn mà đại dịch COVID-19 này, thì tôi phụ trách cái việc mà xử lý các cái dữ liệu thống kê liên quan đến ca bệnh COVID-19 tại Nhật Bản. Và tại trường đại học Shinsegae thì tôi phụ trách các cái môn học về lập chương trình cũng như là các cái lập chương trình và xây dựng thống kê về dữ liệu liên quan đến các nghiên cứu khoa học. Thế thì trong cái bài thuyết trình của mình ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách mà chúng ta có thể xử lý được các cái dữ liệu về thời gian sử dụng cái phương pháp là Python. Around my university, there are many ancient huge tomb which was designated as a UNESCO World Heritage Site in 2019. Vâng ạ, ở trường đại học của chúng tôi thì có rất là nhiều các cái công cụ và trong đó có một cái công cụ sử dụng Python đã được xây dựng vào năm 2019. And sometimes sculptural objects called Haniwa are found around the tombs. Vâng ạ, trong đó có một cái công cụ có tên là Haniwa, được nhìn thấy đấy. And this character was made from Haniwa. I was so anxious now, so I asked him to be my assistant. Then let's start. Haniwa ở đây nó cũng gần như là một cái công cụ để mà tôi có thể là nhắc nhở cho tôi về cái cách mà sử dụng cái công cụ Python này. Have you ever used Python? Các anh chị ở đây đã bao giờ sử dụng Python chưa? It is probably the most popular programming language today. Vâng, Python thì là một trong những cái công cụ lập kế hoạch tốt nhất hiện nay, phổ biến nhất hiện nay. Especially for data analysis and machine learning and so on. Đây là một cái ngôn ngữ lập trình rất là phổ biến và được sử dụng trong rất là nhiều các cái công cụ lập trình. The advantage of Python is that anyone can do many things easily. Và một trong những cái lợi ích của Python là chúng ta có thể sử dụng Python để làm rất là nhiều việc rất nhanh chóng và dễ dàng. And that's what I want to tell you.
Vâng, thì đó là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở với các bạn về cái lợi ích của Python. I will first explain data collection and visualization. Trong cái quá trình mà chúng ta thu thập và trực quan hóa dữ liệu. As a development environment, I recommend using Google Collaboratory. Vâng, và mọi người thấy rằng là trong Python thì nó cũng được ứng dụng vào trong cái công cụ là Google Collaboratory như là cái nền tảng để phát triển. Chúng ta có thể sử dụng cái nền tảng này để thu thập và trực quan hóa dữ liệu. Tôi đề xuất các bạn là sử dụng truy cập Internet, sử dụng trình duyệt web và sử dụng tài khoản Google. All you need is Internet access, web browser and Google account. Vâng ạ, chỉ cần ba cái yếu tố này mà chúng ta đã sử dụng, đã có một cái môi trường để phát triển ngôn ngữ lập trình của mình rồi. If you have this environment, you can start Python programming from now on. Chỉ cần có ba yếu tố này, chúng ta có thể search được cái công cụ Python như ở trên slide tôi đang trình chiếu cho quý vị. And this slide shows the step to collect and visualize the COVID-19 data on the number of infected people provided by WHO. Vâng ạ, và ở trên này thì mọi người có thể nhìn thấy là đây là cái dữ liệu về số lượng người, các số lượng ca nhiễm COVID-19 do WHO thống kê. This process can be done only 8 lines of code. Vâng ạ, và cái số lượng này thì là tính đến là năm tháng 4. In the first block, some libraries are imported and ready to be used in the program. Vâng, và cái số liệu này thì chúng ta có thể thấy là mọi người sẽ nhìn thấy là ở đây có một số các cái nước mà chúng ta có thể sử dụng để đưa vào trong cái công cụ Python. A library can be imaged as a toolbox. Vâng ạ, và chúng ta có thể xây dựng được một cái thư viện giống như là một cái hộp công cụ. In this program, a library pandas for data analysis, matplotlib and seaborn for data visualization, and library datetime for time series analysis are imported. Vâng, và trong cái thư viện dữ liệu này thì chúng ta có thể tiến hành sau khi thu thập được dữ liệu và chúng ta có thể tiến hành trực quan hóa dữ liệu, tức là sẽ có những cái nhóm dữ liệu khác nhau và chúng ta có thể sử dụng các cái bộ lọc để trực quan hóa dữ liệu theo các cái bộ lọc mà chúng ta mong muốn. In the second block, the URL of the data file is directly specified and imported into the program as data for time series analysis. Và ở trong cái mốc trong cái ô thứ hai thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chúng ta có thể tiến hành so sánh các cái dữ liệu. This data contains the number of infected people in each country of the world. Vâng, và cái dữ liệu này thì bao gồm số lượng người nhiễm trên toàn thế giới và số lượng người nhiễm chia thành từng quốc gia. So to select the country, the country name is used. In this example, Vietnam is specified. Vâng, mọi người thấy ở cái box thứ hai đấy, thì khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ Python này, chúng ta có thể sử dụng cái đường dẫn như thế kia, và nếu mà chúng ta muốn xem các cái ca nhiễm ở Việt Nam ấy, thì chúng ta sử dụng tên quốc gia là Việt Nam, gõ vào và nó sẽ ra hiển thị cái dữ liệu của chúng ta. The third block, the change in the number of the infected people was represented as a line chart, like this. Vâng, và sau đó thì mọi người sẽ nhìn thấy là sau khi mà chúng ta gõ xong cái box thứ ba thì nó sẽ hiển thị ra cái hộp ở phía dưới ạ. Một cái bảng ở phía dưới cho chúng ta thấy là số lượng các cái ca nhiễm. This shows us how number of new infection has changed. Vâng, nó sẽ cho chúng ta thấy là cái số lượng ca nhiễm mới nó thay đổi như thế nào trên cái biểu đồ. In the next slide, I tried to represent the infection in 6 countries. Và trong cái slide tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cái cách mà chúng ta hiển thị được để so sánh giữa 6 quốc gia về số lượng các ca nhiễm. Vietnam, Japan, Thailand, Cambodia, United States of America and France. Vâng, các 6 quốc gia này là Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Hoa Kỳ và Pháp. It was easy to create each graph because I need to do was change the country. After putting them side by side. Vâng, và mọi người sẽ nhìn thấy là để mà hiển thị được 6 cái biểu đồ như thế này thì tôi chỉ cần thay mỗi cái tên ở trên cái box kia thôi.
thay Việt Nam bằng Nhật Bản hay là Thái Lan gì đó thì nó sẽ ra được cái quốc gia tương ứng, biểu đồ cho quốc gia tương ứng, và tôi đặt có cái biểu đồ này cạnh nhau. And we can see that there are differences of the types of curves in each country. Và mọi người sẽ thấy là cái xu hướng thay đổi về cái số lượng ca nhiễm mới ở từng quốc gia khác nhau, nó sẽ có sự khác biệt. For example, in Vietnam, the explosion of infection seems to have been concentrated at a certain time. Và ví dụ như là ở Việt Nam chẳng hạn thì không phải là phân bố đồng đều theo thời gian mà sẽ chỉ tập trung vào một cái khoảng thời gian nhất định thôi. While in Japan and in France, we can see the waves repeated in a certain cycle. Và trong khi đó thì ở Nhật Bản hoặc là Pháp thì cái xu hướng của nó gần như là lặp lại, tức là nó tăng rồi nó lại giảm. Next slide explains how to handle time series data. And for example, if you want to know more about the infection explosion in Vietnam, all you have to do is specify the time period like this. This allows us to create a graph that draws attention target. Vâng ạ, và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể hiển thị cái dữ liệu dòng thời gian ấy. Tức là nếu như chúng ta muốn tìm hiểu cái xu hướng các cái ca nhiễm mới ở Việt Nam trong một cái khoảng thời gian cụ thể, chúng ta chỉ ví dụ như khoảng thời gian cụ thể ở kia thì chúng ta chỉ cần gõ cái khoảng thời gian vào trong một cái box tương tự, và sau đó thì nó sẽ hiển thị chi tiết và cụ thể hơn cái xu hướng thay đổi các cái ca nhiễm mắc mới tại Việt Nam trong khoảng thời gian mà tôi đã chọn. Next, let's try to predict infection with the library prophet, which was developed by Facebook's team. The library is said to be easy to use, even if you are not an expert. Vâng, và tôi cũng giới thiệu một cái công cụ khác nữa để cho mọi người có thể sử dụng. Cái công cụ này là cái công cụ tên là Prophet, và cái công cụ này thì là một công cụ do Facebook phát triển, và nó đưa ra các cái dự báo về cái xu hướng phát triển của các ca bệnh mới. Cái công cụ Prophet này cũng rất là dễ dùng, cho dù là chúng ta không phải là chuyên gia về là trình ngôn ngữ nhưng vẫn có thể dùng được. First, look at the forecast result. This blue boxes area is the future forecast. Và mọi người nhìn thấy ở trên cái biểu đồ này thì cái sáu cái biểu đồ như ban nãy tôi có đề cập của sáu cái quốc gia ấy, thì cái phần mà màu ở trong cái khung màu xanh mà tôi đang hiển thị cho mọi người thấy ở đây là cái xu hướng ở trong tương lai, tức là cái dự báo cho tương lai dựa trên cái công cụ Prophet. Right blue area is 80% confidence interval. Và cái dự báo này thì nó với độ chính xác là khoảng 80%. In this model, you assume that only Japan will continue to expand in the future. Vâng, và trong cái dự báo này thì mọi người thấy rằng là chỉ có mỗi Nhật Bản là có khả năng, có xu hướng là tự nhiên ca mắc mới nó sẽ tăng lên trong tương lai thôi. And next, let's take another model to make a prediction. Ở trong cái trường hợp thứ hai thì chúng tôi sử dụng một cái model tiếp theo là cái model về tuyến tính để mà đưa ra cái dự báo. Previous model approximated the overall trend with a logistic curve, but this model approximates with a straight line. Ban nãy thì khi mà sử dụng cái model về xấp xỉ ạ thì chúng ta thấy rằng là cái con số gần như là không, nhưng mà bây giờ khi sử dụng cái model tuyến tính thì cái con số này nó có cái sự thay đổi một chút. And this model shows that the infection trend in Japan and Cambodia will continue. Và theo cái kết quả dự báo sử dụng cái model là tuyến tính này thì Nhật Bản và Cambodia sẽ có xu hướng và tăng các cái ca mắc mới. Here is the program divided into five steps. In first step, I imported the library and collected data. Mọi người sẽ thấy rằng là ở trên slide đây tôi đang hiển thị cho các bạn thấy là đây là các cái bước mà chúng ta sẽ thực hiện để mà lập trình một cái phần dự báo.
cái bước đầu tiên sẽ là bước thu thập dữ liệu, tức là chúng tôi sẽ nhập cái bảng, cái thư viện dữ liệu vào trong cái công cụ. And second step, I pre-processed the data. Và cái bước thứ hai là bước là tôi sẽ tiền xử lý các cái dữ liệu. This program is machine learning. So step three, the model is built. Đó, cái công cụ này, công cụ GoFact nó là một cái công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo, cho nên là cái bước thứ ba nó sẽ là cái bước mà xây dựng các cái model, xây dựng các cái mô hình về dữ liệu. And in step four, the model is trained. Và bước thứ tư là các cái mô hình này nó sẽ được huấn luyện dựa trên AI. And final step, the future prediction is visualized. Và sau khi mà huấn luyện xong ấy, thì nó sẽ trực quan hóa, chúng ta thấy cái kết quả dự báo trong tương lai. The entire process is accomplished in a short program of about 30 lines of code. Vâng, và trên thực tế thì cái dự báo này ấy, thì chúng ta có thể công cụ này ấy, nó có thể đưa ra cho chúng ta là 30 cái dòng dự báo ấy. Thì cứ có 30 dòng dữ liệu là nó sẽ không thể đưa ra cho chúng ta một cái dự báo rồi. I talked about using Python to collect and visualize data and predict the future. We hope that all of you will acquire the skills to be able to predict epidemics in various regions in Vietnam and help the local population to control infections. Thank you. Vâng ạ, tôi đã chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta sử dụng cái công cụ Python và các cái công cụ khác nhau để có thể dự báo bệnh dịch và các cái ca nhiễm mới ở trong tương lai. Tôi hy vọng là các bạn có thể tiếp cận với cái công cụ này, sử dụng các cái công cụ này để giúp các cái người dân và các cái cơ quan chức năng có thể kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch tốt hơn trong tương lai. Xin cảm ơn. Okay, thank you very much. So I'm sorry for having the trouble, my technical trouble and translation time to need for us. And so we would like to continue for our presentation for the session to the afternoon. But if you would like that, but some people are leaving from this room and not participate for the afternoon session, I hope you can interested into having the clinical study more and more, and I hope next have a chance to get to know more about the study and conduct your research in the very near future. Thank you very much. Mất trừ trọng một chút thời gian vì thế, và chúng ta cũng cần phải có thời gian để dành cho các bạn phiên dịch có thể giúp chúng tôi dịch cái nội dung sang tiếng Việt. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hội thảo vào buổi chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên là với các bạn đang ngồi tham dự ở đây, nếu như mà các bạn buổi chiều hôm nay không thể tiếp tục tham gia với chúng tôi thì chúng tôi cũng hy vọng là cái phần chúng tôi mới chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay nó sẽ như là một cái khởi phát cho các bạn, để các bạn có cái hứng thú hơn trong việc nghiên cứu khoa học, và trong tương lai các bạn sẽ ngày càng nhiều các cái công trình nghiên cứu khoa học của riêng mình đóng góp nhiều hơn cho y tế của Việt Nam. Cảm ơn các bạn.